Với cơ ba phân ta ta phân trái lô ca triền đôi bè chân tria rẻ nẹt ngay bên bó ra mây rì ai bà thoam mía priếp đôi chia cảm răng thamay này đuông bè chân thamay chàng ra thamay lưu lô ca chỉ bà thăm xong namaskar con cao từng bài đạo sĩ đại group chỉ đặt là đọc bổng của nên xong và cùng một căn cả sắc sai mới điền để bị thăm một bài dương chỉ bàn to chân dương bàn to mới điền mấy nó không cần một bọt to từ tít vì đi chơi xăm pháp là bạ viết đạo ác ra phạm xăm pháp là bạ viết nâng cứ chỉ bịa sầm đầy rồi để ắt bị giàu mình men chỉ bịa trả rục mình men chỉ bịa nhục nhục mình men chỉ bịa chê bình chào còn tế chỉ bịa rồi đi ắt bị giàu dương vì đi chơi đạo ác ra phạm đấy thì mũi đòi mũ đòi mũ men mũ bầy tại mặt đó cứ lô phẹ mũi tô sạ mũi nâng mô hạ mũi chẳng ba cái mà bọt nè đại ca lang pru mũi tiếng bấy dân à cực bàn tế thật ta ạ à, cô sao là chất phần mạn đuông đá chia hết nằm ở cả ạ à, cô sao là cái mà bọt nè miễn đọc đuông ba cả pru lô phẹ hai đồng mô hạ chỉ mũi cứ cả lang nói lô phẹ mũi là chất phần bảy đuông ba bịa rồi để ắt bị giỏi nó cả lang pru tô sạ đồng mô hạ chỉ mũi cứ cả lang đời tô sạ mũi là chất bị đuông chỉ cả một bát phần này cả một bát để cả lang cứ chỉ áp bị thòm mình men chỉ ở vai đợt tây tề cùng toàn an miền rằm tháng trong trường thì áp bị thòm mấy con mới đến cả một bát thà cả một bát đang ai cứ áp bị thòm bịa sầm đây đây này dây rồi đi ắt bị giỏi nưng bịa lư nưng thì chưa dừng riêng tao bị áp bị thòm đúng không ăn men say cả bị thua đây sầm lên để lư nưng chi vẽ chay bình nhạt để rù nưng nó không rù bà bò làm mệt cá ớt láng pru chặt chia bạch chay rù bài nưng sầm lên để lon lư nưng hào thá chất tách chia rù này chất tách chia rù men này thả rù cá pru chặt ắt chặt viêm chân tây áp bịa sầm đây dây nưng rồi sắc cam ập hiệp tiếng lái sắc tai chịu bò rầm mặn tớp sắc tai ra lực đắng khăn nong sắc cam ập hiệp rồi bò dương khăn nong chỉ vật bị chạm thay năng sầm khán nè đòi cảm chia vệ chạy cảm đòi thuế sầm rạch bán pi thuế cứ ca dịch thuế nâng vệ chạy thuế ca dịch thuế dương dương riêng vào bàn tích rồi đi ập bị giao chương ca phơ mà nhẹ cặp lắc cặp lanh hay thật body language nhẹ mộng nhẹ mọt lê chứ nè vì ớt phải giao cho ấy sao cứ nghe cứ ngồi lê như chẳng thế chuyện cá dân vào Facebook anh dân xe chạy lên ớt phải giao cho sao mòn lên sao vì nếp bị nô đau ấy ớt bán chưa bị giao ấy tệ bởi vì chạy thuế cứ dây rương đi rương nô ớt phải giao nâng sắp tế chia xăm pháp bà lạp bạc sắp bộ à dương chụp khnề này dây khnề lên sọt ngày nâng về ở ban năm phải giao dây đó khnề sau bình dây bị mọt dương dây đã khnề với sân chỉ dương và rộp ở cao chỉ bị giao dây trăm này dây đã khnề mà đăng thầm mình dương che đăng vào ban nè thế phù mọt lư hòa nhất nhà nhà hóa là ngày phân lư thì nhẹ thì nhai nâng cứ lư ta ở phải giao như ngày ban mình nước phải tu phải giao ban tịch đời tô miền tô khó khnề rằng đi cứ này dây chán tô chán này dây tích tô tịch ăn giấy ăn tô để xa rừng nằng phần mình ban đi thầm mình miên tô sáu về miên tô rừng xin phần là bị ăn phải giao những giấy chán tô chờ cứ khát bê về lìa khát từng khuôn ai khát từng nhẹ đất tì hay việc vào cọp đòi ăn của sao là chết đòi khóa sự tệ mà đặt đầy hay bờ nhẹ đất tì cần dốt nữ rương ăn phải giao nút có miên tô chán và nhẹ đất tì mình cần dốt có miên tô tịch hay mấy ban chăng rương cái cần dốt nên mình cần dốt giờ người nên miên tô tha bậc cái căn do ở rừng ở bây giờ nâng tới cơ kế về khôi bây giáo khôi sẽ đáp dân về ở bây giờ nâng mua hay bây giờ ở rừng ở bây giờ bây giờ do từ bờ đi to từ tiết về căn từ khôi bây giáo đó là được tây tiệt hay nhỉ
hay bơ kê mần vô tê a năng vi khát thâm pần năng vi mban pần rịch rương a pịa nưng tọ tơ tiệt tê a hay jeung ơ chbas tha pị a pịa nưng yang na chi sampapalapa nưng jeung sak sam pị ong bọ tọ tiệt ong men tê pị hay sampapalapa nưng tí 1 kư nirottha katha porekharata គឺចិត្តចង់និយាយរឿងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងហ្មងបើចិត្តយើងមិនបំដងនិយាយនិយាយក៏មិនចេញដែរទី2តថារូបបីកថាកថនឹងបាននិយាយនៅរឿងអត្ថប្រយោជន៍មានសភាពដូចនោះអង្គទី2ហ្នឹងទី1ចិត្តចង់និយាយរឿងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងទី2បាននិយាយបើគិតថាចង់និយាយប៉ុន្តែអត់បាននិយាយអត់ដាច់ទេឬក៏និយាយរយរាយមែនប៉ុន្តែអត់ចិត្តអត់ចង់ផងក៏អត់ដាច់ដែរឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដេកមើលមេយាយចឹងនិយាយរឿងនេះរឿងនោះចឹងណាវាអត់មានបំណងនឹងនិយាយទេប៉ុន្តែវាចេញមកដេកមើលចឹងទៅប៉ុន្តែបំណងពិតអីនិយាយអត់ទេប៉ុន្តែគាត់និយាយពេលដេកពាក្យបែបហ្នឹងមិនចាត់ជាសម្ផបលាបៈទេហើយបើគ្រប់អង្គទាំងពីរឈ្មោះថាដាច់កម្មបត្តិនឹងដែរបើមិនគ្រប់ទេមិនឈ្មោះថាដាច់កម្មបត្តិទេប៉ុន្តែអាចជាទុច្ចរិតដូចចិត្តហ្នឹងវាអត់ស្អាតទៅពេលនឹងយើងចង់និយាយអារឿងក្ប្លុកក្ប្លែងអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែទុបតន់អត់បាននិយាយចិត្តហ្នឹងក៏វាស្ងប់ទៅវិញទៅប៉ុន្តែមកផ្លេតហ្នឹងវាជាអកុសលបាត់ចង់ឆោគេលេងអីយ៉ាងចង់ធ្វើមិនឲ្យគេសើចលេងអីយ៉ាងហ្នឹងចំណាំមានកំណត់ចំណាំមួយថាបើការនិយាយហ្នឹងមានបំណងឲ្យគេដឹងនៅរឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងចង់ឲ្យគេស្ដាប់គឺមានចិត្តចង់ឲ្យគេស្ដាប់នៅរឿងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជាសម្ផបលាបៈប៉ុន្តែបើសិនបើមិនមានបំណងឲ្យគេស្ដាប់នៅរឿងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងទេមិនឈ្មោះថាសម្ផបលាបៈទេឧទាហរណ៍ដូចនៅម្នាក់ឯងនិយាយល្អម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះនៅម្នាក់ឯងល្អមិនមែនជាអកុសលកម្មបត្តិទេប៉ុន្តែវាជាទ្វារនៃអកុសលចិត្តពេលហ្នឹងចិត្តហ្នឹងមិនចិត្តហ្នឹងវាតោមណោះវាជាតោសៈមូលចិត្តអីចឹងទៅបានជាល្អូនឹងឯងល្អូវាមិនសមអញ្ចឹងសោះអីអីចឹងណាយើងស្ដាប់មនុស្សខ្លះល្អូតឯងតែឯងអត់មានចង់ឲ្យណាស្ដាប់ទេនឹងមិនមែនជាសម្ផបលាបៈដែលជាកម្មបត្តិទេក៏ប៉ុន្តែជាពាក្យរយរាយដែលជាទ្វារនៃអកុសលដែរចិត្តពេលហ្នឹងអត់មានសតិឃុំក្រងឯងរវើរវាយទៅខឹងខ្លះទៅជើងកាលទៅរតំជាងកាលក៏នឹកទៅដល់រឿងសបាយក៏សើចខឹសម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអូយឯងដល់ហើយកាលហ្នឹងប៉ិនជាម្នាក់ឯងមនុស្សខ្លះមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងកើតដោយលោភៈហើយបើថាកើតដោយរឿងមិនសបាយចិត្តរឿងអីអញ្ចឹងទៅក៏ជាទោសៈទៅហើយបើយើងមិនតាមដានសកម្មភាពជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងទេយើងទៅរកអកុសលឯណាណារកឯណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានបុរាណពោលថារកធัวឲ្យរកនឹងកាយរកបាយឲ្យរកនឹងឆ្នាំងយើងវាអត់ព្រមតាមដានខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងហើយបានជាចេះតែតាមដានគេហើយដល់តែគេតាមដានទៅតាមដានមកទៅវាកើតជារឿងក្តីក្តាំគ្នាលញ៉េរញ៉ៃពេញដល់នឹងអញ្ចឹងទៅហើយបើថាតាមដានខ្លួនឯងឲ្យជាប់ខ្លួនឯងនឹងឆាប់បានរកផ្លូវត្រូវឃើញអញ្ចឹងយើងសិក្សាហើយនៅឡើយតែការសង្កេតពិនិត្យរបស់យើងឯងសង្កេតឲ្យឃើញថាវាជាស្អីពិតប្រាកដហ្នឹងគឺបានទុនអំពីមេរៀនអភិធម្មនឹងគណៈនិយាយនឹងដូចខ្ញុំគណៈអាត្មានិយាយនឹងចឹងពាក្យរយរាយអត់ប្រយោជន៍សំបីតែសំដែងជារឿងណាជារឿងសម័យពពុទ្ធក៏ដែរឧទាហរណ៍ថារឿងខ្លះព្រះអង្គមានស្នេហាកាលដែលនៅជាពោធិសត្វណាប៉ុនអត់ដើម្បីពន្យល់គេថាម៉េចទេគណៈនិយាយសើចលេងហ่าពពុទ្ធក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងដែរណាធ្លាប់អញ្ចឹងដូចអ្នកខ្លះកាលដែលនៅព្រះអង្គនៅជាពោធិសត្វធ្លាប់ផឹកស្រាអីចឹងក៏លើករឿងហ្នឹងយកមកអាងថាអើយតបកាន់អីពេកសំបីពោធិសត្វក៏ធ្លាប់ផឹកស្រាដែរប្រដាំទៅលោកគ្រូសាមសជាផងក៏និយាយរឿងស្រាហ្នឹងខ្លាំងពេករឿងរបស់ពោធិសត្វប៉ុន្តែយើងនិយាយអត់ដើម្បីប្រយោជន៍ទេនិយាយគ្រប់គ្រងសេចក្តីអាក្រក់ឃើញទេជាពាក្យអត់ប្រយោជន៍ពាក្យពិតប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍ទេពាក្យហ្នឹងពិតទេពិតរឿងពពុទ្ធធ្លាប់អញ្ចឹងការពិជាតិមុនហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែននិទានជាដករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបានសម្ដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងលើកមកដើម្បីអីយើងលើកមកដើម្បីគ្រប់គ្រងរឿងអាក្រក់ហ្នឹងគឺជាសម្ផបលាបៈ
ប៉ុន្តែប្រពុតនិយាយរឿងហ្នឹងសួរថាតើព្រះអង្គនិយាយសម្ផបលាបៈអត់អត់ទេពីព្រោះកន្លែង conclusion បំណងនោះមើលបំណងបំណងមិនចង់ឲ្យគេបានចេះនៅរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេបំណងចង់ពន្យល់រឿងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាកិលេសនឹងណាដរាបណានៅមិនទាន់រកផ្លូវឃើញទេអរិយមគ្គមិនកើតទេសត្វលោកគង់តែវង្វេងសូមបីតថាគតក៏ដោយណាឲ្យយើងការសង្វេគតិតើអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍មែនប៉ុន្តែបើបំណងនិយាយដើម្បីសាងប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកស្ដាប់ពាក្យនោះមិនមែនជាសម្ផបលាបៈទេកើតពីកុសលចិត្តចឹងបានថាយើងជួនកាលយើងប្រកែកគ្នាកន្លែងណាជាទង្វើរបស់ខ្លួនឯងធ្វើហើយហើយធ្លាប់មានរឿងនិទានណាមួយក្នុងបត្រៃវិដកឬក៏រឿងនិទានណាមួយយកមកគ្រប់គ្រងអាសេចក្តីអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងហ៎ដូចរឿងស្រោចទឹកអីចឹងអូយសំបីអណ្ណនក៏ប្រពុតប្រើយកទឹកនឹងយកទៅរលាស់នៅក្រុងវេសលីដែររឿងអីគេស្រោចទឹកមិនបានគេរលាស់ទឹកមិនបានយើងមើលបំណងផងបំណងពុទ្ធដែលឲ្យព្រះអានន្ទយកទឹកទៅរលាស់នឹងរឿងអីបំណងអីគឺសិក្សាពីបំណងនឹងមើលតើព្រះអានន្ទទៅរលាស់ដាក់ក្បាលពីណាមួយអត់ទេតំណាងទឹកចិត្តមេត្តាតំណាងព្រះបរិត្តតំណាងគុណរបស់ព្រះអង្គនោះតើមានទៅរលាស់ដាក់ពីណាអត់ផងនឹងមើលបំណងមើលអញ្ចឹងបានថារឿងនៅតែជារឿងស្រេចលើយើងនិយាយកន្លែងនេះអត់និយាយរឿងកុហកឯងកន្លែងសំផបលាបៈនេះមិនបាច់ចាំនិយាយរឿងកុហកឯងរឿងពិតប៉ុន្តែបំណងនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍និយាយដើម្បីយកមកការពាររឿងអាក្រក់នឹងឯងជាសំផបលាបៈសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះ